của mình ra ruộng bắt cua nha mọi người. Đây có một con cua nè, con cua này không biết cua được hay cua cái, để mình bắt con cua này lên cho mọi người xem. Dính rồi nè, ai chà, con này bự rồi nha. Để mình giữ nó một cái. À thì ra con này là con cua cái. À để có thêm một con nữa nè. Dội dời sao bắt. Thôi nó cũng bò xuống rồi. Đi bắt cua mà quên đem đồ đựng rồi. Bây giờ có một tay à, một tay cầm máy quay rồi, không biết sao mà bắt thêm một con thứ hai nữa. À bên đây có thêm một con nữa nè. Để mình cố gắng một tay mình bắt hai con cua cho mọi người xem nha. Đợi mình xíu. Đây. Rồi, dính rồi. Một con thì mình giữ bằng ngón trỏ, bằng ngón cái. Con thứ hai thì mình bắt nó bằng ngón giữa và ngón áp út. Đó, lên rồi nè mọi người. Thì bây giờ vậy là bắt được hai con thôi, chứ không có bắt hơn được. Tại vì mình quên đem đồ đựng rồi. Hai con này bự nha mọi người. Thì bên đây mình phát hiện thêm một cái hang cua nữa nè. Đó, con cua này bự hơn hai con cua mình đã bắt nữa nè. Nó đang trong cái cửa hang của nó. Quá trời cua luôn mọi người ơi. Cái càng bự ghê chưa. Và đây thêm một con nữa nè. Con này cũng cỡ con ở trong hang đó mọi người. Nhưng rất tiếc là mình không bắt được. Đây thêm một con nữa. Cái ruộng này thì toàn là cua bự không, không thấy mà cua nhỏ luôn á. Đó, một con nữa đó. Ở chỗ mình á, cua này thì mình có thể làm các món như là nấu canh rau, nấu canh chua, rồi có thể là làm bún riêu cua. Hai con này thì mình sẽ rộng lại để bữa nào mình đi bắt thêm. Nhiều nhiều mình sẽ làm cái món gì đó mình ăn. Thì để mình kiểm nó xíu. Đó, thấy nó bò nghe không? Đây, đây chỉ cho mọi người cách móc hang cua nè mọi người. Mọi người có ai móc hang cua chưa? Đó, đây cách móc hang cua nha. Đó, trời, mới đụng nó xíu mà nó giả chết luôn kìa. Thôi, chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Mọi người yêu thích đăng ký kênh ủng hộ mình với.